Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 1 thì cửa hàng Xuân Đình lại tiếp tục lên một cái bộ combo hàng bãi Nhật tuyển chọn để phục vụ cho các bác mua sắm cũng như phối ghép các thiết bị âm thanh của nhà mình. Và những video clip mà Xuân Đình đăng lên thì các bác có thể là mua lẻ âm ly hoặc là mua lẻ loa thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Còn đây thì Xuân Đình cứ phối ghép cũng như quay video thì bán loa đài thì phải có tiếng nhạc một chút, cho nên Xuân Đình cứ đăng lên và phối ghép cho các bác. Và các bác có thể mua cả bộ cũng được, đấy là tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Và trong clip ngày hôm nay thì Xuân Đình sẽ giới thiệu cho các bác một cái combo hàng bãi Nhật tuyển chọn đến từ Nhật Bản. Model của nó là Onkyo, gồm có một chiếc âm ly Onkyo có model là A925, dòng này chạy 8 sò than, công suất 185W và mặt phay nhôm màu vàng chanh. Bên cạnh đó thì Xuân Đình đang phối ghép cho các bác là một cặp loa Onkyo D66 đàn em của D77, giá rẻ bằng một nửa, cấu hình loa bass 26,5, rất là đẹp. Đấy, đây là một cái bộ phối ghép hợp, còn các bác có thể mua lẻ tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Bây giờ thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho các bác những cái sản phẩm ngày hôm nay rất là ngắn gọn và nhanh thôi. Đầu tiên là quay về chiếc âm ly cho các bác, thì dòng này nó là hàng nội địa của Nhật, chạy 8 sờ than. Trở kháng của nó là khi đánh A hoặc B là từ 4 ohm, còn khi đánh cộng AB là từ 8 ohm. Có chỉnh ba check đầy đủ trên máy, có ba lăng. Bolo Sitte thì các bác để Sitte, muting là ngắt tiếng. To nhất là volume. Các bác sử dụng bass check thì các bác gạt cái cần ton này xuống on thì bass check mới có tác dụng. Cái đường Ricco này thì không quan trọng nhất vẫn là đường input, hay là đường chọn tín hiệu đầu vào. Thì các bác sử dụng cổng nào thì các bác xoay cổng đấy. Riêng phono này là dành cho đĩa than. Duy nhất trên cái điểm trừ trên chiếc âm ly này là phần mặt của nó chỉ có hơi chảy một chút xíu này. Quay thật kỹ thì mới thấy, còn nếu như mà quay sơ sơ thì chắc chắn là các bác sẽ không biết được. Nhưng Xuân Đình bán bằng cái uy tín của mình thì cứ tả rõ cho các bác. Còn nó tổng quan thì chiếc âm ly này còn rất là đẹp, từ cái phần vỏ luôn nhá, vỏ rất đẹp, không có bị móp méo gì cả. Và hàng bãi cam kết là còn nguyên zin và hoạt động tốt. Xuân Đình đang ngắt test cho các bác bằng một chiếc điện thoại bình thường. Đấy. Nói chung là tiếng khá là hay, vừa túi tiền. Chiếc âm ly Onkyo 925 này thì Xuân Đình vẫn bán một cái mức giá mà chưa bao giờ có sự thay đổi, đó là 4.500.000 đồng. Còn chắc chắn là bây giờ tại thời điểm này mà các bác muốn mua một chiếc âm ly hàng bãi cũng như ngoài những cửa hàng khác thì chắc chắn là cái mức giá nó sẽ không có như vậy, nó sẽ tăng lên. Vì thứ nhất là cước phí vận chuyển nó cũng cao lên, nó tăng lên rất là nhiều rồi. Còn Xuân Đình muốn bán cho các bác gọi là bình ổn giá thì Xuân Đình vẫn bán như vậy thôi. Chỉ có 4.500.000 đồng cho một chiếc âm ly Onkyo A925 hàng bãi Nhật, 8 sò than, công suất là 185W. Bây giờ Xuân Đình sẽ quay đằng sau cho các bác luôn. Hàng nội địa sử dụng điện 100V. Đây là phía đằng sau. Đấy, Made in Japan, điện 100V, công suất 185W. Số seri của nó là 679. Đấy, đây là các cổng cầu loa, cầu A, cầu B. Và đây là các đường vào, rất là nhiều cổng vào. Onkyo A925 có mức giá là 4.500.000 đồng. Và tiếp theo thì Xuân Đình sẽ quay cho các bác đối đến cặp loa dòng Diatone 66 này, M77 Xuân Đình cũng bán khá là nhiều. Nhưng dòng 66 thì nó ngon bổ rẻ hơn, vừa túi tiền, công suất chịu đòn cũng khá là tốt. Cấu hình của loa thì nó sở hữu là loa 3 đường tiếng, một bát 26,5 xương đúc, một trung 10 và một tép đôm 2,5, 3 đường tiếng. Gân của nó là gân mút, màng của nó là màng carbon. Đấy, một trung, một tép, hình thức của loa thì rất là đẹp. Kích thước của thùng loa thì nó có chiều cao là 59, chiều ngang của nó là 30 35 và chiều sâu của nó là 27. Loa rất nặng và chất, hình thức góc cạnh thì còn khá là đẹp. Tất nhiên thì nó cũng cũ theo năm tháng, nhưng mà tổng quan đây cũng là một cặp loa phải nói nó không phải là quá xuất sắc nhưng mà là đẹp rồi. Đấy, các bác nhìn thấy rõ luôn. Đây là cái thông số của cặp loa. Độ nhạy 91 dB, trở kháng là 6 ohm, công suất maximum 150-160W một loa, Made in Japan và nó nặng 14 kg một thùng. Đấy, lỗ thông hơi phía đằng sau, căng cước còn đầy đủ và còn rất là đẹp.
đây là chiếc loa còn lại. Rất là sắc nét và tuyệt vời. Dòng này thì nó thiết kế là loa đối xứng và các bác có thể phối ghép với những dòng âm ni Onkyo, Đà Lông hoặc Sơn Sui hoặc Pioneer thì đều đánh rất là tốt với những cặp loa như này. Đây là góc cạnh đằng trước đằng sau, Xuân Đình sẽ quay chi tiết cho các bác. Loa còn đều và rất là đẹp. Căng cước cũng vậy, không có bị rách chỗ nào cả. Đây là cái căng của loa. Nó chỉ có bụi bẩn một chút thì cái này nó là khung nhựa thì các bác có thể là dặn bằng xà phòng cũng được, và không thì để nguyên cũng được, chả ảnh hưởng gì cả. Cặp Onkyo D66 này thì Xuân Đình đang bán với mức giá là 6.500.000 đồng, và tổng cả giá trị cả một cái bộ âm thanh ngày hôm nay có mức giá là 11 triệu. Các bác có thể mua lẻ âm ly hoặc mua lẻ loa thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Và như vậy là trong clip buổi trưa ngày 2 tháng 1 thì Xuân Đình đã giới thiệu ngắn gọn cho các bác hai cái sản phẩm hàng bãi tuyển chọn đẹp xuất sắc. Combo Onkyo, địa chỉ mua hàng ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Số điện thoại là 0395 727 582. Và những sản phẩm này Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác, xin kính chào và hẹn gặp lại.